mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh của mình nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại chủ đề 3, lễ quan tâm chăm sóc những người khác trong gia đình. Và bài ngày hôm nay chúng mình học đó là lễ phép vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị. Sách giáo khoa đạo đức lớp 1. Kết nối tri thức các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến bài tập ngày hôm nay nha. Chúng ta sẽ cùng nhau vào phần 1 khám phá. Các bạn trong tranh đã thể hiện sự lễ phép vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị như thế nào? Bức tranh thứ nhất, một bạn nhỏ đang ngủ, bà gọi dậy đi học nào. Bạn đã vâng lời bà luôn và vâng ạ, dậy ngay lập tức. Bức tranh thứ hai, bạn nhỏ nghe lời mẹ đánh răng rất là kỹ càng. Mẹ hỏi em đánh răng kỹ chưa? Bạn trả lời là em đánh răng kỹ rồi ạ. Bức tranh số 3, mẹ dặn con ăn nhanh đi học nhé. Bạn trả lời là con ăn sắp xong rồi ạ. Rất là nghe lời mẹ đúng không nào? Bức tranh số 4, bạn đã lễ phép biết chào ông bà đấy. Khi mẹ đưa đi học, bạn đã khoanh tay lại và chào. Cháu chào ông bà, cháu đi học ạ. Vậy là mình thấy bạn nhỏ trong 4 bức tranh này đều rất ngoan ngoãn, vâng lời ông bà, cha mẹ, để không làm cho ông bà, cha mẹ buồn đúng không nào? Vì sao chúng ta cần phải lễ phép và vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị nhỉ? Vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ được trở thành người em bé ngoan này, sẽ không phụ lòng ông bà, bố mẹ, anh chị chăm sóc chúng ta, nuôi lớn chúng ta và sinh chúng ta ra nữa đúng không nào? Rồi tiếp theo, bạn nào biết lễ phép vâng lời ở trong cuộc sống gia đình cũng có rất nhiều những có rất nhiều những cái trường hợp mà nhiều bạn nhỏ chưa biết lễ phép vâng lời đâu. Ví dụ sao nhỉ? Trái ngược với tình huống thứ nhất thì bạn nhỏ có thể là không nghe lời bà, bảo ra khó chịu, không dậy đi học. Hoặc là sao? Bạn tranh giành đồ chơi, không chịu nghe chị dặn đi học bài. Hoặc là bạn không biết chào ông bà, cha mẹ khi đi học hoặc là khi đi học về đấy. Những hành động này là không tốt nha. Chúng mình phải biết cách làm thế nào để trở thành một em bé ngoan đúng không nào? Thời lượng của kênh hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Chúc các bạn có một buổi chiều thật là vui vẻ. Đừng quên like và subscribe cho kênh của mình để ủng hộ kênh cũng như là không bỏ lỡ một